với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Hương Giang lên tiếng khi bị nói dạy dỗ người khác trên truyền hình. Hương Giang lần đầu lên tiếng trước những ý kiến cho rằng cô thường xuyên lên mặt dạy đời người khác trên sóng truyền hình. Hoa hậu Hương Giang đang là cái tên hot nhất trên các mặt báo và mạng xã hội thời gian vừa qua. Không chỉ khiến khán giả tò mò về đời tư, Hương Giang gần đây còn khiến nhiều người nể phục vì những gì mà cô đã làm được trong suốt thời gian qua. Thời gian gần đây, Hương Giang liên tục vướng vào những sóng gió không đáng có từ chuyện tình cảm đến sự nghiệp. Hương Giang có nhiều phát ngôn thẳng thắn khi làm hot chương trình Chị Em Chúng Mình. Hoa hậu Hương Giang đính chính tin đồn lên mặt dạy đời trên sóng truyền hình. Sau thời gian giữ im lặng giữa loạt bàn tán cho rằng Hương Giang thường xuyên lên mặt dạy đời người khác, mới đây nàng hậu đã có những chia sẻ thẳng thắn trước khán giả. Người ta nói Hương Giang nói gì mà nói nhiều dữ vậy, không biết bao nhiêu tuổi mà cứ lên mặt dạy đời người khác. Nhưng đây em cũng nói luôn, em không lên mặt dạy dỗ ai nhé quý vị. Đây chỉ là những quan điểm cá nhân, nếu có thể giúp ích cho bạn thì bạn nghe, không thì bạn. Các quan điểm của những người phụ nữ khác, Hương Giang trải lòng. Hương Giang khẳng định không dám dạy dỗ ai cả. Những gì cô chia sẻ là quan điểm cá nhân của mình. Người đẹp cho biết bên cạnh những lời chỉ trích thì cũng có số đông khán giả đồng tình và ủng hộ những quan điểm thẳng thắn của mình, khiến cô phần nào an ủi. Lê Khanh Harry lên tiếng bên vực Hương Giang. Sau khi nghe ý kiến của Hương Giang thì Harry, nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh cũng như Thúy Ngân Lan Ngọc cũng đưa quan điểm bên vực. Dàn nghệ sĩ cho biết những chia sẻ của họ trong chương trình chỉ là quan điểm cá nhân. Nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh nhấn mạnh, chúng tôi không phải những người hoàn hảo nên không thể dạy dỗ ai, tôi khẳng định điều này. Lê Khanh cho biết không ai trong 5 người phụ nữ làm hot dám có suy nghĩ dạy dỗ đời ai. Harry Won nhấn mạnh, chúng tôi không đại diện cho phụ nữ nói lên tiếng nói, mà đây chỉ đơn thuần là những quan điểm cá nhân mỗi người. Lan Ngọc xúc động khi nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả. Cuối cùng, Hương Giang cũng muốn gửi lời cảm ơn đến những khán giả đã luôn yêu thương và ủng hộ cô trong suốt thời gian qua. Nàng hậu tin chắc rằng trong thời gian tới sẽ cống hiến nhiều hơn nữa để đáp lại tình cảm của khán giả dành cho mình.